Video này em Minh test và gửi đến anh em các bác chiếc âm ly Kenwood model KR6600, một chiếc âm ly ra đời năm 76, có một cái size rất là lớn cũng như là công suất rất là khủng, đáp ứng tốt cho nhiều các dòng loa các bác chơi, những các bác yêu thích loa to thì con này nó đáp ứng rất tốt. Thì con này nó có một cái size chiều ngang là rơi vào 52,5 anh em nhé, chiều ngang 52,5, và cái chiều sâu của nó là rơi vào gần 40 đó, nếu mà kính cản núm là rơi vào gần 40. Em Minh đã mở sẵn cái phần nắp phía trên để cho các bác chơi xem luôn. Đây là cái hình thức tổng quan về chiếc âm ly Kenwood Receiver KR6600. Size rất là lớn. Con này radio 108 là thuộc dòng xuất Mỹ, chạy điện 120, công suất của nó tiêu thụ lên đến 3,5A, tương đương với hơn 350W này anh em nhá. Đánh được 3 cầu loa A, B, C. A, B, A cộng B và C. Ngoài ra là có thêm 2 nút cắt giải bass, cắt giải cao, dành cho những cái bản nhạc hay là những cái độ loa mà nó dư bass, dư chép. Và đặc biệt ở cái phần mạch âm sắc của nó, chiếc âm ly này có cái nút acoustic này này. Để đây là đánh bằng mặc định này. Khi mà chúng ta gạt cái nút này, bên này là tăng bass này, cho tiếng bass đậm đà hơn này. Những cái nút bên phía bên cạnh này là gạt xuống, là tăng cái giải mid lên. Khi mà chúng ta nghe cái nhạc vàng thì chúng ta thường thể hiện qua những cái bản nhạc như Tuấn Vũ hay là Chế Linh, thì thường là chúng ta cần tiếng mid hay, mid rộng thì chúng gạt xuống. Cái mid nó rất là nổi, tăng mid, tăng chép ở đây, còn tăng bass bên này. Đồng thời có thêm loud nét này. Đó. Con này thì có rất là nhiều cổng vào, 1, 2, có 3 cổng vào, tap em 1, tap em 2 và aux ở đây. Nha anh em nha. Con này nguồn rất là lớn, đánh cặp tụ Nippon Black 8200 MF, nguồn rất là lớn, đánh 4 con Toshiba chữ đỏ. Nói chung là máy rất là gấu, nặng 17 cân anh em nhé. Ngoài ra chiếc âm ly này còn cho phép chúng ta có thể làm dài cũng như là bao. Mọi chức năng của chiếc âm ly này về phần ruột gan là zin nguyên bản và hoạt động rất là hoàn hảo. Nói chung size khá là gấu. Để em Minh sẽ test sang cái phần radio. Music along the way for now Jordan. Sao phổ biệt mơ khát và bắn lụ pin này lại đắp sáng chút bệt. Chèo. Rồi con này thì giá trên thị trường thì khá cao, nhưng mà con này em Minh mua được giá rất là hợp lý, hàng về rất là hợp lý, nên là giao lưu với anh em giá rất là rẻ. Thì các bác là có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em Minh nhá. AUX. Giờ mời anh em các bác cùng thưởng thức một đoạn âm thanh test với cặp loa của Mỹ. Đó, tranh thủ hết bài hát thì con này nói chung máy làm khá là gồ ghề. Đây là ba cầu loa của nó, A, B, C, đánh từ 4 đến 16 ohm nha anh em nhé. Đây là cái nút adapter này, là tách ra làm dày bao rồi đó. Kenwood Made in Japan mà lên đến tiêu thụ công suất là 3,5A. Ôi xin lỗi, 3,9A vậy, con này khá là khỏe, hơn 400W đấy. Mình có ba người vừa đúng nét đời mới, những chiều mây lưng đời tầm mắt hướng xa thôi. Ngày sau 1, 2 trong ba đứa chẳng nhớ nhau nhiều nào.
sống công chung, mỗi một kẻ đi tìm vào sóng nước mênh mông. Còn riêng mình tôi vai ba lô vào khu chiến nghe bình dài thế. Chia tay ăn như làn gió với nét viết trong thơ. Đôi khi thấy buồn thể thăm chốn xưa, đôi mắt đẹp mà cả ba đứa xa em vài tháng mà giờ chẳng tròn lắm. Kiếp sống buông trôi, đứa này ở phương trời thì đứa khác xa khơi, hợp xong lại tan trong giây lát xa không đành, thế mới thương đời linh. Đường phố khuya rồi, chênh chích bóng trăng soi, uống cạn hết mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối nhưng đã một tôi. Gần như là chỉ mới có nhích qua số 1 và 1,5 thôi, rất là to. Ôi, vừa rồi em Minh giới thiệu qua chiếc âm ly Kenwood KR6600, một âm ly cổ của Nhật xuất Mỹ, ra đời năm 76, có một cái size cũng như là công suất rất là lớn, phù hợp với nhiều các dòng loa lớn. Thì bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại trên bài đăng.